Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá lúa gạo hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn buổi chiều vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá lúa gạo hôm nay ngày 11 tháng 8, giá lúa neo cao, giá gạo xuất khẩu ở mức cao. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Thị trường lúa gạo giao dịch cầm chừng, giá lúa neo mức cao. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung ít gạo đẹp, kho mua vào khá, giá giảm nhẹ. Cụ thể tại An Giang, kho mua chậm, gạo về ít, giao dịch chậm, giá biến động nhẹ. Tại Lấp Vò, Đồng Tháp, vắng gạo ở các bến, lượng về ít, kho mở mua khá, nhưng ít gạo, khó mua, giá gạo dao động nhẹ. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận không có sự điều chỉnh với các mặt hàng gạo lẻ. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18.000 tới 20.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 tới 16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000 tới 21.000 đồng trên kg, gạo hương lài 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 18.500 đồng trên kg, gạo sóc thái giá 20.000 đồng trên kg, gạo nhật giá 22.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa cầm chừng, giá lúa neo cao. Tại Cần Thơ giao dịch chậm, lúa thu đông ở một nguồn cọc chưa nhiều, chủ yếu còn lúa non ít ngày tuổi. Tại Long An, giao dịch lúa tương đối nhiều, giá lúa neo cao. Tại Sóc Trăng, giá lúa các loại bình ổn, nhu cầu mua ổn định. Cụ thể, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. IG50404 giá dao động quanh mốc 6.900 tới 7.000 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức giá 7.400 tới 7.600 đồng trên kg, lúa OM 5.451 giá ở mức 7.000 tới 7.200 đồng trên kg, lúa OM 18 có giá 7.650 tới 7.800 đồng trên kg, OM 380 dao động từ 6.800 tới 7.100 đồng trên kg, lúa Nhật ở mốc 7.800 tới 8.000 đồng trên kg, nàng hoa chín giá 6.900 tới 7.000 đồng trên kg và lúa nàng nhen khô ở mức 20.000 đồng trên kg. Cũng theo đó, thị trường nếp ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp IG4.625 tươi 7.500 tới 7.800 đồng trên kg, ổn định so với ngày hôm qua. Nếp Long An tươi 7.400 tới 7.600 đồng trên kg. Nếp An Giang tươi 7.000 tới 7.200 đồng trên kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Với mặt hàng gạo, giá gạo ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IG504 hè thu giữ ở mức 11.400 tới 11.550 đồng trên kg, gạo thành phẩm IG504 giữ ở mức 13.550 tới 13.650 đồng trên kg. Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện giá tấm OM 5.451 giữ ở mức 9.200 tới 9.400 đồng trên kg, giá cám khô giữ ở mức 7.250 tới 7.350 đồng trên kg. Thưa quý bà con và các bạn, trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở mức 435 USD trên tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 562 USD trên tấn tăng 3 USD, gạo 25% tấm ở mức 525 USD trên tấn, tăng 5 USD. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, được báo giá ở mức 539 đến 545 USD trên tấn, giảm so với mức 543 tới 551 USD trên tấn của tuần trước. Trong khi đó, các thương nhân cho biết, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 565 USD trên tấn, tăng so với mức 560 USD trên tấn một tuần trước. Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu từ các khách hàng Philippines ngày càng tăng, trong khi xuất khẩu sang Philippines và Indonesia đã tăng lên trong những ngày gần đây. Còn tại Thái Lan, gạo 5% tấm được báo giá ở mức 565 USD trên tấn, giảm so với mức 570 tới 575 USD trên tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết giá giảm một phần do đồng baht mạnh lên. Người này cho biết nguồn cung đang ổn định nhờ thời tiết thuận lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin về giá lúa gạo hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video.